Lão bản đi hảo, tôi tên là Vi Thị Tâm, tôi năm nay 30 tuổi, tôi nặng 47 cân, cao 1m57, tôi đến từ Bắc Giang, tôi đã kết hôn, tôi có hai con, tôi mong muốn sang Đài Loan làm việc cùng ông chủ để kiếm tiền giúp gia đình ạ.